vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố bộ đề thi tham khảo cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020. Tuy nhiên, việc học sinh nghỉ học kéo dài do dịch bệnh đã phần nào làm gián đoạn việc học kiến thức của học sinh lớp 12 trong học kỳ 2. Vậy bộ đề có phù hợp với nội dung tinh giản, cấu trúc hay mức độ khó dễ của đề có gì thay đổi so với năm trước? Chuyên mục Cà phê Không đường ngày hôm nay xin chia sẻ ý kiến của các thầy cô giáo xung quanh vấn đề này. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Là ba môn thi bắt buộc nền toán, ngữ văn và tiếng Anh nhận được nhiều đón đợi của học sinh và giáo viên. Theo nhận định chung, đề tham khảo cả ba môn thi đều giữ nguyên cấu trúc so với năm 2019. Nội dung các câu hỏi trong đề tham khảo thuộc chương trình lớp 11 và lớp 12, trong đó tập trung chủ yếu vào lớp 12, 90% và phạm vi kiến thức nằm trong phần nội dung được tinh giản. Những câu hỏi dễ trung bình thì vẫn tập trung ở những câu hỏi liên quan đến ngữ pháp và những câu hỏi thách thức hơn là những câu hỏi về từ vựng, các câu hỏi về cụm từ hay là những câu hỏi liên quan đến bài đọc hiểu. Cụ thể thì học sinh có thể dễ dàng giành điểm được ở các dạng bài như là dạng bài phát âm, rồi là những cái dạng bài khác như là chức năng giao tiếp hay là sửa lỗi sai thì đều là những dạng bài mà giúp học sinh có thể dễ dàng giành được điểm. Các đơn vị kiến thức và kỹ năng được kiểm tra trong đề không vượt ra ngoài nội dung chương trình tinh giản mà Bộ đã công bố những ngày gần đây. Nếu như so với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 thì đề minh họa năm nay không có gì biến động. Về cấu trúc vẫn gồm có hai phần, phần đọc hiểu và phần làm văn. Nội dung kiến thức được tinh giản khá nhiều, nhất là lớp 12. Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho rằng độ khó của đề minh họa không giảm mà tương đương so với đề thi năm 2019. Câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu chiếm 70%, phần còn lại là các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao 30%. Mặc dù đề tham khảo không xuất hiện các câu hỏi quá khó, nhưng để lấy được điểm cao cũng không phải là dễ dàng. 35 câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, tức là chiếm 70%. Còn lại 30% là các câu hỏi mức độ vận dụng và vận cao. Như vậy nó cũng phù hợp với cái mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp. Còn 30% các câu hỏi mức độ vận dụng vận cao thì nó cũng sẽ đảm bảo phân loại học sinh để xét tuyển kỳ thi đại học. Về phần mình, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định phần tinh giản chủ yếu nằm ở học kỳ 2 của lớp 12 và những nội dung tinh giản chắc chắn sẽ không nằm trong nội dung của đề thi. Do đó, các trường cần nghiên cứu kỹ bộ đề tham khảo để có định hướng ôn tập tốt nhất cho học sinh, đặc biệt không được cắt xén chương trình. Thì đề nghị các nhà trường, cụ thể là các giáo viên và học sinh nghiên cứu rất kỹ đề thi tham khảo để từ đó chúng ta sẽ xác định được các cái nội dung trọng tâm, những nội dung nào cần phải chú trọng nhiều hơn để mà thứ nhất là bảo đảm là dạy học một cách trọn vẹn đầy đủ theo tinh thần tinh giản để tuyệt đối là không có cắt bỏ chương trình làm ảnh hưởng đến học sinh. Và thứ hai nữa là cũng từ cái đề thi tham khảo này sẽ gợi mở một cách tương đối là cụ thể chi tiết giúp định hướng cho cái công tác ôn tập trong các nhà trường trong thời gian tới đây. Sẽ chỉ tập trung kiểm tra kiến thức cơ bản, được bỏ các nội dung vận dụng và vận dụng cao trong học kỳ 2 lớp 12. Vì vậy giáo viên và học sinh không cần phải quá lo lắng, căng thẳng. Việc học online hay học qua truyền hình vẫn được triển khai, nhưng để công tác ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất thì vẫn là ý thức tự giác và năng lực vượt khó của các em.